Theo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ thì trong tháng 11 này, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước trên 142 triệu đô la Mỹ, nghĩa là tăng 50,6% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ còn khoảng một tháng nữa là kết thúc năm, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ở Cần Thơ vẫn đang nỗ lực để có thể đạt kế hoạch đã đề ra. Những ngày qua, tập thể nhân viên công nhân công ty cổ phần BJ&T rất hăng say sản xuất. Vì đến thời điểm này, đơn vị đã đạt doanh số xuất khẩu đạt 100 tỷ đồng. Đây là doanh nghiệp chuyên sản xuất tàu hũ kỳ chay, bún, bánh hỏi dạng khô đóng gói, xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Úc, Mỹ, Canada và các mặt hàng nông sản phục vụ nội địa. Từ đây đến cuối năm, đơn vị phấn đấu xuất khẩu sẽ đạt thêm 20 tỷ đồng. Thì tăng khoảng 30% so với năm 2021. Thì hiện tại cái lĩnh vực tăng đó là do công ty đa dạng hóa các sản phẩm. Hiện tại thì các sản phẩm của công ty là khoảng hơn 100 sản phẩm. Và thứ hai là công ty nghiên cứu và phát triển thêm một số sản phẩm là nhằm làm tăng giá trị gia tăng của sản phẩm. Còn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn ADC Cần Thơ thì vừa mới ký hợp đồng xuất khẩu gạo với Hà Lan, Singapore 99.000 tấn gạo. Trong 11 tháng qua, đơn vị đã xuất trên 240.000 tấn gạo các loại. Đối với các mặt hàng thực phẩm chức năng, dược liệu, tinh dầu, bảo vệ sức khỏe, để tiêu thụ nội địa cũng đạt doanh số cao. Hy vọng đến cuối năm thì chi nhánh sẽ đạt cái kế hoạch mục tiêu đề ra, dự kiến sẽ 100%, dự kiến sẽ đạt khoảng là 450 triệu đơn vị. Đang kết hợp với khách hàng phân phối cho mình để đưa ra những cái hỗ trợ, những cái mà liên kết với nhau, để mà cùng nhau để mà đạt cái cam kết giống như là kế hoạch đầu năm. Tuy vậy, chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp của toàn thành phố trong tháng 11 đã giảm 0,93% so với tháng trước. Đặc biệt là đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm 2,85%. Doanh nghiệp vẫn phải đối mặt không ít khó khăn từ thị trường. Ngoài ra còn do giá hàng quá tăng, giá nguyên liệu sản xuất, chi phí dịch vụ logistics tăng cao, đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng giá, làm tăng chi phí nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất. In 2022, the exporting fruits from Vietnam was difficult. Tình hình xuất khẩu ở Việt Nam thì gặp rất là nhiều khó khăn trong cái việc vận chuyển hàng hóa đi ra thị trường châu Âu, do lý do là tàu bè nó vận chuyển hay bị là trì trệ, và bình thường là đi khoảng chừng 4 tuần nhưng hiện nay là đang bị là delay cho đến 6 tuần thậm chí 8 tuần. Vẫn có một tín hiệu tích cực. Đó là chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến chế tạo ước tăng 87,85% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp không chỉ được đón nhận của người tiêu dùng trong nước mà còn được sự ủng hộ của khách hàng quốc tế. Một số ngành có mức tiêu thụ ước tăng cao như chế biến thủy sản, xay xát và sản xuất bột thô, thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản, giày dép, may mặc. Qua đó sẽ tạo điều kiện để Cần Thơ đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 1 tỷ 756 triệu đô la Mỹ trong năm nay.